hỏi suốt này. Yến Khánh từ hôm nói ra, dạ. Yến Khánh về đây là bà cứ hỏi suốt. Vâng. Cô có nhớ cháu là ai không? Có. Có nhớ chứ. Là ông bà cháu. Trên này nhìn quá nhỉ, trên này nhìn thích quá. Để ra đây xem cái cửa. Đây, hãy chụp cho cái ảnh đó. Đây, 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 đây